Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Quốc vụ Khanh phụ trách ngoại thương Bộ Kinh tế UAE Thani Bin Ahmed Al Zeidi vừa đồng chủ trì phiên toàn thể kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam UAE. Tại kỳ họp, hai bên đã tiến hành kiểm điểm tình hình hợp tác song phương kể từ sau kỳ họp lần thứ 4 năm 2019, thảo luận về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, trao đổi các giải pháp mới nhằm đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, hai bên đã thảo luận và thống nhất một số định hướng giải pháp như sau. Hai bên cần tích cực thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, và tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, rà soát kiện toàn các khuôn khổ pháp lý, nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tiềm năng như sản xuất hóa chất, phân bón, dệt may và giày dép, công nghiệp điện tử và cơ khí, ô tô, năng lượng, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực như là bưu chính, viễn thông và chuyển đổi số, logistics, văn hóa, du lịch, tăng cường trao đổi thông tin về danh mục các dự án tiềm năng mỗi nước để xem xét thúc đẩy hợp tác đầu tư, khuyến khích các hãng hàng không hai nước tiếp tục mở đường bay thẳng giữa hai nước nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế, du lịch và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Quốc vụ Khanh Thani Bin Ahmed Al Zeidi cũng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên để trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế, thương mại song phương, thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện.